Xin chào quý bà con đã đến với kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Lần đầu tiên đến với kênh, quý bà con ủng hộ kênh một like, một đăng ký và một chia sẻ. Sau đây mời quý bà con và các bạn nghe bản tin giá gạo của ngày hôm nay. Thưa bà con, trong những đầu năm 2022, giá lúa gạo của Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu rất tăng mạnh. Theo nguồn tin cho hay, giá gạo xuất khẩu Việt Nam nhanh chóng tăng thêm 2 USD trên tấn. Gạo xuất khẩu của Ấn Độ và Pakistan vẫn giữ nguyên ở mức. Như vậy, dự báo giá gạo trong đầu tháng 4 có biến động mạnh và nhiều đơn hàng sẽ được ký kết. Sau đây mời quý vị và các bạn xem bản tin giá gạo của ngày hôm nay. Sau đây là tại kho An Giang, nếp vỏ tươi An Giang 5.450 đến 5.600 đồng một ký, lúa IR 504 5.600 đến 5.700 đồng ký, lúa Đài Thơm 8 5.800 đến 6.000 đồng ký, lúa OM18 5.800 đến 6.100 đồng ký, nếp Đông An tươi 5.500 đến 5.850 đồng ký, lúa OM5451 5.700 đến 5.800 đồng ký, lúa OM380 5.500 đến 5.600 đồng ký, là hoa chín giá từ 5.800 đến 5.900 đồng ký, lúa Nhật 7.600 đến 8.000 đồng ký, IR 504-404 khô 6.000 đồng ký, làng nhân khô 11.500 đến 12.000 đồng một ký. Tại các khu vực Cần Thơ như Hậu Giang, giá lúa tươi IR 504-404, OM380 và OM5451 mức ở 5.500 đến 5.800 đồng ký, lúa tươi OM18 và làng hoa chín mức ở 5.800 đến 6.000 đồng ký, nếp tươi mức ở 5.700 đến 5.900 đồng ký, lúa tươi Đài Thơm 8 và lúa Đắc Min thì 85 giá từ 5.900 đến 6.200 đồng ký, lúa tươi RVT mức ở 7.200 đến 7.300 đồng ký. Gạo LIR 504 8.000 đến 8.100 đồng ký, gạo TVIR 504 8.800 đến 8.850 đồng ký, hàng của phẩm tấm cám khô mức ở 8.100 đồng một ký. Tại các chợ lẻ, gạo thơm Rắc Min từ 15.000 đến 16.000 đồng ký, gạo sóc thường từ 14.000 đồng đến nếp ruột 14.000, 15.000, gạo thường từ 11.000 đến 12.000, gạo làng nhen 20.000 đồng ký, gạo thơm Thái hạt dài 18.000 đến 19.000, gạo hương lài 19.000, gạo trắng thông dụng từ 14.000, làng hoa 17.500, sóc Thái 18.000, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng ký, gạo Nhật 20.000 đồng ký, cám 7.000 đồng ký đến 8.000 đồng một ký. Như vậy, trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu với mức giảm từ 5 USD trên tấn, theo đó gạo 5% tấm giảm từ 5 USD xuống còn 413 đến 418 USD trên tấn. Gạo 25% tấm giảm từ 5 USD trên tấn xuống còn 393 USD trên tấn, trong khi đó giá gạo 100% tấm vẫn giữ ở mức độ là 398 USD trên tấn và 338 USD trên tấn. Giác minh từ 518 đến 522 USD trên tấn. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã quan tâm và theo dõi bản tin giá của gạo của ngày hôm nay. Chúc quý bà con một ngày vui, thật hạnh phúc và nhiều may mắn. Quý bà con có muốn giá gạo lên bao nhiêu? Hãy bình luận bên dưới video này để kênh có đề xuất với nhà nước. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi video. Hãy ủng hộ kênh một like, một đăng ký và một chia sẻ. Chúc quý bà con một ngày thật vui và hạnh phúc. Chào tạm biệt, hẹn quý bà con clip sau.